xe mang phong thái ấn tượng khi di chuyển trong đô thị. Cụm đồng hồ trên Vespa Primavera Color Vibe 2023 chưa được nâng cấp lên đồng hồ kỹ thuật số TFT mà vẫn sử dụng đồng hồ analog truyền thống đi kèm màn hình LCD nhỏ hiển thị thông tin như đồng hồ, báo xăng, hành trình, chip A, B. Cùng công tắc hai bên và kính chiếu hậu vẫn sử dụng vật liệu kim loại sáng, tương tự như các phiên bản đã ra mắt trước đó. Phía trước khu vực để chân của người lái, Vespa Primavera Color Vibe mới 2023 vẫn có nút mở cốp đặt cạnh ổ khóa. Đây là chi tiết đặc trưng của các dòng xe thuộc thương hiệu Piaggio. Ngăn chứa đồ phía dưới yên xe Vespa Primavera Color Vibe 125-2023 có diện tích khá rộng 16,6 lít, có thể bỏ vừa hai mũ bảo hiểm nửa đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân nhỏ khác như áo mưa, túi xách nhỏ. Vespa Primavera phiên bản Color Vibe là mẫu xe duy nhất có ốp ống xả sơn đen mờ. Ngoài ra, phần tay giác phía sau cũng được sơn đen. Xe Tega Vespa Primavera Color Vibe phiên bản 2023 vẫn sử dụng hệ thống khóa cơ truyền thống, vẫn chưa được nâng cấp lên hệ thống Smart Key. Phía dưới là hộp để đồ nhỏ, đi kèm cổng sạc USB với thao tác dễ dàng đóng mở. Móc treo đồ cũng được thiết kế lại để dễ sử dụng hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Yên xe sử dụng chất liệu mới nhìn thẩm mỹ hơn, tạo điểm nhấn cao cấp khác biệt và vô cùng thu hút. Trên chiếc xe tại thị trường Việt Nam chỉ có phiên bản động cơ iGep 125cc 4 kỳ 3 van phun xăng điện tử PFI sản sinh công suất 10,5 mã lực tại 7.700 vòng 1 phút, mô men xoắn cực đại 10,4 Nm tại 6.000 vòng 1 phút. Tại thị trường quốc tế, mẫu xe này còn có phiên bản 50cc và 150cc. Vespa Primavera Color Vibe 2023 trang bị phanh ABS an toàn. Hệ thống phanh địa đơn đường kính 200mm phía trước tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS, trong khi đó phía sau là loại phanh tan chống đường kính 140mm, hệ thống giảm xóc phía trước kiểu giò gà, truyền thống và giảm xóc đơn phía sau. Chiếc xe còn được trang bị bộ vành 5 chấu kép hình bông hoa, kích thước 12 inch, đi kèm lốp không xăm, kích thước 110/70 phía trước và 120/70 phía sau. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.